Hi, kính chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Hôm nay nha, mình cùng nhau thưởng thức chất âm của cái tủ đài Pixer. Cái này nó có thêm cái tivi nằm ở giữa nữa, rất là hay luôn. Cái tivi này cổ lắm, mà tivi đèn hình ngày xưa mà cái mạch nó chạy bằng bóng đèn. Nói chung là cái tivi này thì anh em chỉ để đây để trang trí cho nó vui thôi, chứ nó không có sử dụng được nữa, bởi vì cái mạch nó quá là cổ. Có mở lên thì nó cũng lên, nó chạy bóng đèn không có ai biết sửa cả. Hiện tại là cái tivi nó cũng lên chỉ để trang trí cho đẹp thôi. Cái tủ này có chiều ngang là 1m6 và chiều cao là 76 phân, rất là to, rất là nặng vì nó trang bị cái tivi nên là cái cân nặng nó nặng. Đây thì chúng ta có cái cửa lùa, chúng ta đóng cái tivi lại ha. Về cái tâm tâm lưới của cái cửa lùa, nó làm giống cái tâm lưới của cái loa. Thì cái tấm lưới này nó đan những cái cây thép theo dạng mắt cáo, cái loa cũng được làm y chang như vậy luôn. Anh em thấy ha, bên trong là vải, có cái ánh vàng rất là đẹp. Loa được trang bị một cái bát 25, hai cái chép, từ của nó là từ móng ngựa, thì hai bên là hai cái bát 25 và bốn cái chép cho hai bên. Đó, tất cả là loa cổ từ móng ngựa hết. Âm ly nó chạy á, là âm ly đèn, anh em mà thấy đây ha, âm ly đèn thương hiệu Pixer. Cái này thì nó có thể chạy được AM, FM, hoạt động ngon lành, đĩa than và cái phần AUX để kết nối thiết bị đầu đĩa CD hoặc là đầu băng cối bên ngoài vào. Bát chép như một cái âm ly bình thường, có volume điều khiển to nhỏ. Nói chung là nó là một cái âm ly đèn của thương hiệu Pixer được đặt vào cái hộp gỗ. Đại khái là như vậy. Thì đây nó có cái nắp mình đậy lại. Đó. Không xài thì mình đậy lại, không xài thì mở ra. Đơn giản vậy thôi ha. Thì chút nữa anh em mình sẽ nghe cái chất âm của cái cối Akai 747 này. Thì mình sẽ làm cái nguồn phát để test cái đường AUX cho anh em nghe chất âm. Nghe băng cối rất là hay, nghe cái tiếng nó quá trời là đã luôn. Chút nữa mình sẽ thưởng thức. Cái đĩa than nó đây thì mình có đĩa tiếng Việt, nó đĩa tiếng Anh. Thì mình không có test là bởi vì tiếng Anh không thể nghe được. Nói chung là cái cơ than nó hoạt động ngon lành hết, nhưng mà cái đĩa tiếng Anh mình nghe không có được. Mình nghe có đĩa tiếng Việt thì mình test cho anh em rồi, nhưng mà không có. Đây có cái tem của Fisher họ in vào đây luôn. Nói chung là toàn bộ cái tủ này là Fisher họ làm hết từ A tới Z luôn. Rất là đẹp ha, rất là mượt, rất là đẹp. Mình xài thì mình mở cái nắp này ra cho nó ngầu đó. Thì đó là tổng thể về mặt trước, mình lượn một vòng ở mặt sau, anh em quan sát ha. Đây là cái phần đèn hình của cái tivi. Cái này cái tivi ngày xưa nó lòi ra rất là nhiều đó. Còn đây là cái phần âm ly thì nó có cái Shima ghi thông số kỹ thuật thương hiệu, điện vào điện ra. Còn đây là cái đường kết nối với lại thiết bị ngoại vi như là đầu đĩa băng cối. Thì hiện tại là mình đang kết nối với Akai 747. Không muốn làm mất nhiều thời gian của anh em thì để mình phía trước là mình test âm thanh cho anh em nghe. Cái tủ đài này có mức giá là 39 triệu, thương hiệu Pixer. Chạy tất cả là bóng đèn điện tử hết, âm thanh rất là tuyệt. Xin mời anh em thưởng thức. Đừng khóc nữa em, thôi về đi, về đi, về đi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó, một bó hoa như đón như mời. Em về đi, mừng ngày. Trong nhiều lần cuối hãy trong lệ rơi rồi xa suốt đời, đành rằng nước mắt bây giờ chỉ là
làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tăng, xót thương duyên mình bẽ bàng. Đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta? Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi, không biết đâu ngờ. Anh buồn em, anh mừng em, tình nồng thiết. Rồi, ok ha. Nghe nhiều đó chắc là anh em mình cũng đã cảm nhận được chất âm của cái âm ly bóng đèn Pixer phối hợp với cái loa theo bộ của nó. Âm thanh nó rất là sáng, rất là chi tiết. Anh em có nhu cầu liên hệ với mình nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Cảm ơn, thank you. Hẹn gặp lại.